1846 có clear được bon của 2489 hay không? Và 2489 sẽ phản công lại thành công hay không anh em? Ok. Bịt phở báo bọc khẩu cho tôi. Hai bên. Ok, đúng rồi, anh em thả tim ủng hộ các boss, các anh em hai kingdom đánh nhau mãn nhãn vào hai bên này nào anh em. Con đường tình yêu nghĩ đánh rồi hả? Con đường tình yêu hiện tại là chắc là tạm dừng chút đỉnh, nãy giờ đánh hoài. Yêu hoài rồi cũng sẽ được gọi là giảm từ từ chút đỉnh, nên là vào đây đánh chiến với nhau luôn. Của Wannabit. Saki, chúng ta đang nhìn thấy là hai bên khá là khủng với nhau, chuẩn bị bam. Chuẩn bị chạm với nhau. Khá là vui vẻ nha anh em, khá là vui vẻ đấy. Búp kinh từ bên phía của 1846. Đúng rồi, hai bên đâu có thù đâu, tại vì vào khu vực đánh nhau thì bắt buộc chúng ta phải đánh rồi. Vinh quang cho được gọi là kingdom của chúng ta. Chuẩn bị yêu thương thấm thiết nè anh em. 1365 về khu vực sinh 4 để hồi quân rồi. Tắc hơn đất liên minh. Thì chúng ta sẽ có lợi thế như thế. Với lại là 1846 thì máu lắm, 1846 thì rất máu. Hí 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 nè. Thèm. Bên phở đang chắc là Gali kia cơ. Gọi cứu thương ngay ạ. Hello anh em, chúng ta sẽ chuẩn bị xem hai bon cực kỳ long của 1846 và 2489 sẽ chuẩn bị va nhau. Có một cái lệnh binh rồi thì phải. Đột kích rồi anh em, đột kích rồi. Có vẻ như chúng ta sẽ phải zoom map nhỏ lại, xem thử coi điểm chấm của hai bên nào sẽ là đông hơn. Hai bên anh em nhìn thấy không, 1846 có vẻ là có số lượng đông hơn nha. Nhưng mà để xem thử coi 1846 đông hơn có clear được 2489 hay không. Hai bốn tám chín. Những vai như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được nhiều khuôn mặt. Quang Vũ, ACBO, Baudica, Quốc Cứ Bệnh, Nesky, Gia Cát Lượng, Hạng Vũ. Xem thử coi có những khuôn mặt nào xa lại không. Saladin thì không có rồi, Saladin là phải cắt. Chazan này để búp. Có Go chỉ một con thôi. Mới vừa nhắc Saladin có Saladin xuất hiện. Sao rồi. Đội bạn có clear được 2489 hay không? Chắc có vẻ là không được rồi, chưa có thể clear được. Cuộc chiến đang diễn ra, chúng ta đang nhìn thấy là hai bên đều có những thành viên méo mặt chạy về. Bên phía màu trắng là của 1846 và màu vàng là của 2489. Liệu 1846 có clear được bên của 2489 hay không? Và 2489 phản công như thế nào? Đội bạn dường như đang yếu dần anh em, Chúng ta đang có lợi thế về tech. Qua những cuộc chiến thì chúng ta nhìn thấy là cầu cơ của 2489 thì 2489 có lợi thế về tech và hiện tại là cũng đang nằm trong khu vực của lãnh thổ. Ta đang clear dần cái bon của 1846 rồi. 1846 có vẻ đang thưa dần, đang ít dần rồi. Ok. Winfield. Quá ghê gớm thiệt chứ. 1846 liệu có thể là clear hết bon của 2489 hay không? Nhưng mà FPV nhìn thấy là 2489 đang gia tăng về số lượng. 500 anh em đang kéo ra đông hơn lúc nãy.
và bên phía 1846 cũng đưa thêm 500 anh em lên. Nhưng cái bon được đẩy ra khu vực bên phía bên ngoài luôn rồi. Và chúng ta đang nhìn thấy là 2489 đang có lợi thế. Hai bên dân số hiện tại là đang ngang nhau. Phiêu này hiện tại là đang có lợi hơn nhiều cho 2489 rồi. Nếu như mà phiêu trực tiếp với 2489 thì đội bạn không có lợi. Mặc dù là đội bạn có dân số đông hơn, nếu vậy là phải đông hơn nữa, đông hơn lúc nãy nữa thì mới có thể là phiêu được với 2489. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. Mặc dù chỉ mới mở đều 7 ít ngày thôi, nhưng mà cái tách đã chênh lệch như thế này rồi thì FPB nghĩ là có thể sẽ có những anh em đã có 6 đạo rồi. Bởi vì 6 đạo chúng ta đã có tách rất là ok, rất là ổn định. Hai 489 của chúng ta đang chiếm phiêu, đang chiếm phiêu, đang có lợi thế về phiêu. Đúng rồi, ra nhanh. Bây giờ còn không còn nằm trên lãnh thổ nữa, 2489 vẫn tiếp tục bèm nhau. Không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ. Một 846 cũng đang bổ sung về lực lượng. Và 2489 cũng kéo xuống lợi thế của 2489 đang là gần nhà. Xem thử coi liệu bên nào sẽ win phiêu này anh em. Ở phần phiêu này ai sẽ là người nắm quyền ở đây. Ăn được cái phiêu này. Xem ai sẽ là người ăn được phiêu này. Cuộc chiến ngày càng gay gắt ở khu vực số 5 giữa 2489 và 1846. Được gọi là hai siêu condom đang cầu cưa và chạm nhau. Không bên nào được gọi là nhẹ nhàng. Hai bên đều rất là máu. Mặt tiêu rất mạnh. Hai 489 đang kéo anh em lên thêm. Chúng ta đang nhìn thấy là một số anh em đang được bổ sung vào trong cái phiêu này, ở phần phiêu này. Và 18 cũng vậy. 1846, 86 cũng đang kéo anh em lên. 86 cũng gần nhà anh em. Hai bên hiện tại là 50-50 về sự lợi thế. Bách phở đã gali rồi. Đúng rồi. 2489 đã qua phần đất của bên phía WB của 1846. Cuộc chiến đang diễn ra khá là căng thẳng hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đã dự đoán. Đợt này mạnh dạn một lời FPB luôn ủng hộ 2489 và 1865 ở cụm KVK này. 2489 có thể nói là hơi lệch so với 1846 cụm của chạy Mimi, nhưng cũng không phải là vấn đề gì cả. FPB vẫn tiếp tục cùng với anh em ủng hộ 2489. Đợt này hy vọng 2489 sẽ lấy lại những gì đã mất ở mùa KVK trước. Đợt này nếu như 2489 giành win, 2489 sẽ có cơ hội để nắm sao. Bởi vì ở khu vực zone 5 này thì 2489 đánh nhiều hơn so với 1865. Khi mà chúng ta đánh ở khu vực zone 5 này nhiều hơn thì chúng ta sẽ có lợi thế về KPI. Sợ kê, clear màu trắng rồi. Vẫn tiếp tục bổ sung lực lượng lên đây. Chúng ta đã xóa xong cây cờ bên phía của đội bạn xây cờ lên xong thì chúng ta đã xóa xong rồi với một cái gali của bất phở. Một tám bốn sáu đang gia tăng về số lượng, đang đông hơn so với dự kiến của FPB. Quyết tâm là không để cho 2489 ăn cái bơ này. Nhưng FPB nhìn thấy 2489 cũng đang bổ sung thêm đông hơn, không để cho bạn là đội bạn làm khó được.
Ok, hello anh em. Hiện tại là bảng xếp hạng cũng đang khá là cầu cơ giữa hai thành viên, hai boss của một con sáu năm với 1846 nhé, Willy ơi. Cảm ơn em rất nhiều. Ngày hôm nay phải nói là khá là động lực cho những anh em cũng như là các boss của 2489. Mặc dù là chúng ta được gọi là thấp hơn đội bạn nhỉnh hơn chúng ta, nhưng nó vẫn không ngần ngại gì cả. Chúng ta cũng đang chiến đấu quyết liệt để chống trả, cầu cơ nhiều hơn. Đợt này là phải kiếm mạc để review chia sẻ với anh em thôi. Đã hứa rồi thì phải làm cho anh em, phải uy tín với anh em mới được. Nhưng mà FPB hy vọng sẽ được anh em ủng hộ nhiều hơn à, đến đây để cùng nhau chúng ta cùng thảo luận, cùng chia sẻ, cùng nói chuyện với nhau. Nó sẽ giúp cho quá trình like sẽ vui hơn. Và đặc biệt là khi mà tương tác như thế này thì FPB cũng sẽ lên được xu hướng. Rồi, rút vào bên trong rồi anh em. Quá là hay. Anh em nhìn thấy đây là một trong những chiến lược khá là hay.